19 giờ ngày 12 tháng 11, máy bay đưa các cầu thủ của đội tuyển nữ và U22 Việt Nam đã về tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trước đó, hàng nghìn người hâm mộ và người nhà các cầu thủ đã có mặt để đón những người hùng dân tộc. Người hâm mộ Việt Nam đã tạo nên bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt với cờ đỏ sao vàng và những tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng hò reo không dứt. Ngay sau lễ đón trang trọng, nhà vô địch SEA Games lên xe về trung tâm thành phố. Tại văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, biểu dương thành tích của đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam.